Và rồi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Tí Tiền Tỷ. Và hôm nay mình lại tiếp tục với series sinh tồn trong phần chơi ADK, nhưng mà ở một cái series mới. Thì ở series trước đó các bạn, thì có nhiều bạn kêu mình á chơi thử cái mod SCP á đó, cho nên trong tập ngày hôm nay bắt đầu series mới, mình sẽ chơi thử mod SCP xem coi có gì đó hay không nhá. Và cái series lần này đó các bạn, thì mình cũng sử dụng cái map của mod nè để có thật là nhiều địa hình mới để mình có thể khám phá trong cái series lần này. Và trước khi bắt đầu series mới, video mới, các bạn yêu thích ADK thì cho mình xin một like với cái video để mình biết các bạn yêu thích ADK, mình làm tiếp những video tiếp theo về ADK cho các bạn cùng xem đó nhá. Và trong cái series lần này đó các bạn, thì mình có kết hợp với lại zombie á đó, cho nên là nếu mà mình di chuyển và chạy nhảy á, tạo ra tiếng động chặt cây được á, là sẽ bị mấy con zombie này nè đó, nó xuất hiện ra nó tìm cách tấn công mình á. Nhưng mấy con zombie này thì mình thấy nó đi chậm lắm, cho nên không sao. Ủa, 500 mấy luôn hả, ghê quá vậy. Và phía bên đây thì mình còn thấy có cái con giống như con cá cổ dài của Vanilla đó, nhưng mà cái cổ của nó thì dài hơn rất rất là nhiều luôn á. Hồi nãy mình mới vô thì mình thấy nó kế bên mình luôn, nhưng mà con này thì thuộc dạng là tem theo kiểu bát siêu nè, nó cần level 40 á thì mới có thể thu phục được nó. Con này thì hiền lắm, nó không có tấn công mình. Mình sẽ đi lượm vài cục đá, vài cái cây cái đá, phải lên dụng cụ trước khi mà mấy con zombie này xuất hiện quá nhiều á. Mình còn phải xử lý nó bớt chứ không là nó sẽ tấn công mình á. Mình sẽ bắt đầu lên tốc độ trước đi anh, để chạy khỏi nguy hiểm. Lượm thêm một ít cái phần fiber nữa. Sau đó mình sẽ lên luôn cái cây thiếu thát á, thì đấm thêm một vài cái nữa thôi để mình lên cái cây cuốc đầu tiên á. Và cộng thêm một chút tốc độ đi anh, để bị mấy con quái nó dí còn có cái mà chạy nữa chứ. Ra mình nghĩ lại cái con cổ dài này một cái anh, vậy là nó cần có thức ăn để mới có thể ăn được. Mà level tới tận 40 lận anh, nó có cái hiệu ứng cát nha, sôi lên giống giống cái hiệu ứng của con Deadworm á. Cổ nó dài hòn lòn luôn, miệng của nó nè răng lĩa chĩa anh, giống giống kiểu cá của Vanilla thôi, nhưng mà nó dài hòn lòn à. Đây thì mình lượm được fiber, được tháp luôn nè, ngon. Phía bên này mình thấy có cái con giống con chi ke quá vậy, nhưng mà con này ôi nhìn nó nhỏ hơn á, level 60 nhưng mà nhìn nó ốm yếu lắm. Con này chắc cái tem theo kiểu chắc cây ô hả, chắc giống giống với lại chi ke á. Còn mình lên được cái cây cuốc rồi nè, để mình đi lấy thêm ít gỗ, ít tháp nữa, lấy thêm ít lin nữa. Cái bên đó cũng có dơm nè, bên đây cũng có dơm, dơm xuất hiện ở khắp mọi nơi. Mình vô trong này để mình lấy thêm lin nè, trong này có vẻ an toàn hơn nè. Ngoài bờ biển mình thấy dơm nhiều lắm, ở đây mà mình đập đá càng nhiều đá là nó sẽ xuất hiện càng nhiều hơn. Mình sẽ lên cái rìu với một mớ cái sầu bia đây để mình đâm thử mấy con nè. Con này level bao nhiêu đấy, 300 mấy hả, sao mà toàn hàng thứ dữ không gì nè. Cái rìu thì mình cũng đã có nè, trong lúc chờ đợi chế tạo thì mình sẽ làm thêm một ít cái gỗ đây, nhiều nhiều gỗ xíu đó. Có được cây spear mình sẽ chọt nó thử một cái thôi. Uầy, nhưng mà chọt con này vô đam lắm nha, chọt đâu 4-5 phát thôi là nó đi rồi. Con này thì à, cái này da của nó không, da của nó hay đồ của nó gì đó. Và đây thì mình sẽ lấy thịt của nó luôn thôi, farm được cả da của mấy con dơm với lại mấy cái chất gì của nó cũng dơm nè, với lại thịt của mấy con dơm nữa ăn. Và nó lại gần đây đây, lại gần nè, phóng thử một cái thôi. Uầy, 2009 hả, mấy con dơm này kháng đam kém quá ăn, phóng rất là dơ luôn á. Và mình có thể loot đồ của nó được, ôi được chai nước nè, ngon luôn. Cái này đỡ phải uống nước biển, đến đây cũng không cần lắm đâu. Bởi gì đây, đại ca mập nữa hả, phóng cho một phát đại ca mập thì kháng đam dữ vậy. Uầy, đại ca mập kháng đam thì ghê luôn á. Con kia chọt 1000 mấy, 2000 đam. Ủa cũng à, 5000 đam kìa. Nếu mà mình phóng vô đầu chí mạng á, được cả đồ hộp nữa hả, ngon. Nếu mình phóng vô đầu chí mạng là sẽ vô đam dữ lắm. Và ở đây càng lâu mình thấy không ổn lắm ăn, mấy con dơm càng lúc nó càng tấn công nhiều hơn nè. Mình chắc phải xử con khủng long trẻ trâu phía bên ngoài luôn á. Con này là vợ nhiêu đây, né một cái. Quầy 500 mấy hả, thôi phóng thử một cái thôi. Ui đại ca nữa hả, thôi dơm bị bự xuất hiện nữa kìa, đánh lung tung nó xuất hiện ăn.
Chợ con zombie thì được ít đam quá. Con khỉ này hả coi, 200 mấy nè. Ui, ui tấn công luôn hả? Thôi 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 thôi, bộ con khỉ mình tưởng nó hiền chứ. 100 mấy đam thôi à. Không như con khỉ không xin nhê hết. Ui trời trời trời, thôi xong hết 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 sợ bi, hết sợ bi rồi. Con khỉ mình tưởng đâu là nó phải nó quảng sợ nó bỏ chạy chứ ai ngờ nó dí mình luôn. Bây giờ thì mình chỉ có thể ăn đồ hộp. À có đồ hộp được nè. Ăn vô một cái, ăn vô một cái đỡ đói ăn. Đây có cái con Bara nè. Con Bara chắc là mục tiêu dễ ăn hơn. Nhưng mà mình phải chạy xa xa cái mình chế thêm mấy cây giáo luôn cha. Quay con gì có cái ống máu kìa. Mới nghe tiếng gầm của nó đúng không? Quay nhìn nó giống như con người đá mà phiên bản khổng lồ vậy đó. SCP-2317K. Ây da. Ui con này là một cái con SCP. Nó có một cái sừng giống như con hưu sừng tấm vậy đó. Mà nhìn nó hung dữ lắm. Ui nó không hiền như cái con bên kia đâu. Nó dí mình luôn kìa. Nó giống kiểu người đá có dây xích. Có dây xích rồi có sừng đồ nữa hả? Ghê vậy. Chạy thôi chạy thôi. Mình phải té khỏi chỗ này á. Tính ra bờ biển không có an toàn như mình nghĩ. Quá nhiều zombie mà đã vậy còn có bụng quỷ đó nữa. Ăn lon đồ hộp vô một cái anh. Sau đó mình sẽ chế tạo thêm mấy cây dây spear nữa một cái. Con khỉ nãy thì lỡ chọn nó một cái nó dí hoài luôn á. Mình nghĩ nó bỏ mình rồi. Để có con test hả? Bara test bây giờ nếu mình phóng nó một cái thì bây giờ lấy mạch điện. Bây giờ mạch điện chắc cũng chưa cần lắm đó. 400 mấy hả? 400 mấy thì khó nha. Cái con zombie phóng thì vô đam. Ơ có con Dodo nè. Được 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 được. Làm ít thịt trước đi. Dodo này level cũng 500 mấy hả? Phóng cho một cái. Chọt. Chọt. Phóng thì một phát vô đầu. Phóng thì một phát. Ui hộp ơi. Lượm lại lượm lại. Phóng vô một cái. Đây rồi. Có thịt có thịt. Lượm lại mấy cái spear của mình nha. Giặt thật nhanh, giặt thật nhanh. Đây rồi. Có da, có thịt. Này thì nhào vô. Ui, hai phát rồi xong ha. Rồi, lượm luôn. Lẳng thì mình đập luôn á. Lấy luôn một ít chất nhờn của con dơm với lại cái này gọi là chất bị chất dịch hạch ha. À, cái này nguồn gốc bệnh của con dơm nè. Còn này là thịt. Thịt nhiễm khuẩn của con dơm ha, với nước. Nước mình uống được ha. Ôi da, uống được. Bây giờ phải làm cái campfire cái đi ăn. Mình sẽ chế tạo cái campfire. Mình sẽ lên thêm chút tốc độ di chuyển nè. Với lại chút stamina. Chắc là phải lên thêm chút sức mạnh á. Terry này chắc là cần có cái sức mạnh để mình chiến đấu với mấy con dơm á. Cần phải sử dụng vũ khí nhiều. Đây rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ campfire xuống. Sau đó thì mình bỏ ít tháp vô. Nếu mà mình nướng thịt dơm thì được không? Được không ăn? Ui được luôn nè. À thịt dơm nó cũng là tính là thịt bình thường luôn. Ui nướng lên ăn được luôn hả? Rồi bỏ thịt này vô luôn cũng được. Ây da ghê nha. Ăn thịt zombie luôn mà. Đây thì trong lúc đó thì mình sẽ ra phía ngoài để mình săn mấy con dơm em. Phóng cho một phát. Ủa một phát đi luôn à. Rồi luôn 200. Lụm cái spear lại. Rồi làm luôn ít thịt của em nó luôn. Cái zombie kháng đam kém hơn so với lại mấy con khủng long nhiều không. Mấy con khủng long như mấy con Bara rồi chắc là kháng đam dữ. Đây được cục rồi nè. Đó, ăn vô cho đỡ đói em. Mình sẽ thử với con Bara trên này thử xem coi. Nếu mình phóng vô đầu của nó thì có 100 mấy thôi. Giống như con Dodo ăn. Rồi hư luôn rồi. Thôi con đó nó chạy thôi mất dép luôn. Con đó phải có cái bô la để coi. Mình đủ level mình làm bô la chưa. Bô la một cái. Đây đủ level nè. Ừ có da luôn rồi đúng không. Thiếu fiber. Rồi trong lúc nấu thì mình sẽ vô trong này mình lượm fiber đi. Lại có ông mập nữa hả. Ông mập này phải có con giáo phóng nha. Ông mập chọt chọt không có xi nhê nhưng mà phóng thì vô đam lắm. Vậy nên phải thêm giáo vô. À mình lên cái bâu luôn không. Đúng. Đây đủ level học cái bâu nè. Lên cái bâu luôn để mình có gì mình bắn cho nó tiện nhá. Lên cái bâu là mình phải có thêm flint nhiều chút xíu. Còn có fiber, có flint với để mình chế tạo mấy cái mũi tên luôn. Còn mập tới quá sớm á thì mình sẽ phóng cho một cái. Phóng vô đầu. Ủa sao kháng đam dữ vậy. Có khi phóng vô một cái vô đam dữ lắm. Cái bâu này thiếu gỗ nữa hả. Chắc là sẽ vừa chạy vừa farm ăn. Vừa chạy vừa farm để mình có thêm gỗ chế tạo cái cây bâu lên một cái.
Rồi học cái mũi tên luôn. Đây mũi tên luôn nè. Mũi tên thì mình cần có thêm flint với lại thêm chút hát nữa. Phóng vô đầu nhưng mà không chi nhê rồi, vẫn còn đi được à. 180 thôi. Đây thì có thêm. Rồi luôn, xong. Đây. Bây giờ thì mọi thứ sẽ dễ hơn nhiều. Ui, 5.500. Wow. Được gì đây? Nè, giết dơm để đi loot đồ nè. À, mấy ông mập này là có đồ ăn á. Đúng là mấy ông mập mà. Lúc nào cũng có đồ ăn trên người hết. Rồi, quay trở lại xem qua thịt của mình có chưa. Đại hồi có rồi, chắc mình sẽ bắt đầu dọn đi dần ăn. Rồi, bên đó nguy hiểm quá. Mình sẽ bỏ qua mấy con dơm bớt đi. Mình sẽ đi vòng mình khám phá. Bên kia mình thấy có một hòn đảo. Bên đó hình như cũng một hòn đảo luôn. Bên đây chắc là mình đang ở trên một cái... chắc là cũng một hòn đảo luôn á. Còn cái con phía bên ngoài này thì... chắc phải có mũi tên gamer mới có thể bắt được nó. Nhìn kỹ nó lại coi. Giống kiểu cái con Chike nhưng mà nó không có sừng nè. À nó có một... nó có hai cái sừng hai bên với cái sừng ở giữa. Cũng một dạng ba sừng á. Nhưng có cái bờm ở phía bên trên để bảo vệ nó nữa nè. Nhìn nó ốm yếu lắm. Nhưng mà nhìn mặt của nó rất hài hước nha. 60, 80. Rồi bao nhiêu à? 60 thôi à. Rồi mình sẽ đi qua phía bên đây đi. Bên kia có cái con boss nguy hiểm quá cho nên mình sẽ đi hướng phía bên này đi. Hay con đô đô hả? Ờ à, bây giờ chắc không cần đô đô đâu anh. Thịt dơm là mình có thể nướng lên được. Đây mấy con khủng long trẻ trâu thì mình sẽ nén nó ra luôn. Trong kia có Terry nha. Trong rừng mình sợ mấy con Raptor á. Ờ à, đúng rồi, mình sẽ làm mấy cái Bola đi. Bola bây giờ mình thiếu à, phiếu Viper đúng không? Để mình giữ phòng các bạn. Lỡ mà có gặp mấy con Raptor mình có cái mà mình counter mấy con Raptor nữa chứ. Quăng Bola sau đó mình bỏ mình giọt liền. Ngoài bờ biển là hay có mấy con như là cái con cá cổ dài nè. Cá cổ dài này mình tưởng đâu nó phải dưới nước chứ. Ai ngờ nó trên bờ á. Ui bên đây có một con nữa nè. Ai da. Con này chắc em của khủng long ba sừng rồi. 80, bên kia 60, bên này 80. Rồi bây giờ chế Bola một cái. Có nhiều quá không vậy? Ui một con chim à. Một con chim khổng lồ. Chắc là SCP rồi. Thôi mình lại gần mình nghía thử xem qua. Ui nó tấn công kìa. Rồi con chim này thuộc dạng hung dữ á. Tấn công với con ném phân. Ui nó bị con ném phân tấn công. Hai anh em nhà ném phân tấn công luôn. Con giống như con Engen vậy đó. Nhưng mà cái cổ của nó dài hơn, cánh của nó cũng bự hơn nữa. Thân hình của nó thì ốm á. Cánh thì bự, cổ thì dài. Nhưng mà hình như không ổn rồi. Ôi hai anh em nhà ném phân đi rồi. Thôi, mình đứng đó mình nghiến một hồi là mình cũng đi theo hai anh em nhà ném phân luôn á. Cho nên thôi giọt. Ngoài này thì cũng bờ biển luôn á. Cho nên là thôi, mình giờ mình có cái Bola nè. Bola mình cũng sẽ để xuống phía bên dưới để có gì mình lấy ra cho nhanh. Bola kéo xuống dưới, đại rồi. Trong kia mình thấy có cano không? Mình sẽ né cái con cano đi. Vô trong rừng để mình thám phá xem coi trong rừng có những gì. Gặp cano đó là coi như tới số luôn á. Vừa đi mình sẽ vừa lụm ha. Vừa lụm thêm path, vừa lụm thêm fiber, berry rồi cái kiểu. Trong này có cái cục đá. Ui, cái bên có cái tàn tích nè. Wow, cái tàn tích này cũng đẹp quá vậy. Dưới này không có tầng hầm nha. Bên đây cũng cùng đường luôn. Trên này thì có cái cầu thang để leo lên phía bên trên. Wow, trên này có một căn phòng. Được đó chứ. Lấy chỗ này làm căn cứ cũng ngon nè. Ở trên này thì có thêm một tầng nữa. Wow, trên này cao an toàn nè. Mình có tầm nhìn nha. Bao quát xung quanh để chống mấy con zombie cũng được. Sống về đoạn đầu là ngon lắm luôn á. Zombie bên kia kìa. Ở dưới này mình thấy có cái khu ruộng trồng bắp hay gì á. Trên này mình làm cái cam quai. Mình nấu nướng ở trên này, xây dựng căn cứ trên này được. Bây giờ thiếu đá nữa ha. Đá bây giờ xuống dưới. Chỗ này mình thấy có cục đá đào được đúng không? À được. Vậy thì mình sẽ đào cục đá đây thôi. Đó, nếu mà mình đập đá đó tạo ra tiếng động á, là nó sẽ bắt đầu xuất hiện mấy con dơm gần mình kìa. Nhưng mà nó không thấy mình ăn. Mình sẽ ngồi xuống mình núp một cái. Có tiếng động là mấy con zombie nó theo cơ chế là sẽ spawn vòng. Đó bên kia có một con nữa kìa. Nó spawn vòng để tìm cách tấn công mình. Rồi được rồi đó. U hạp một ít thôi. Đảm cam khoai trong này cũng được ha. Dứt cái đi. Chế tạo thêm mớ mũi tên nữa. Nhiều chút xíu. Đói quá. Đem cái lon đồ hộp xuống. Cái này là cái gì đấy nha.
này chắc ăn không được rồi, chỉ có cái này thôi. Đồ hộp của ông mập nè. Đó, nấu thịt zombie, nấu thịt rồi mấy con đô đô nãy cũng được. Mình sẽ tách cái này ra đây để cho nó thành thịt thối nè. Còn thịt dơm á thì đây mình cũng có thể tách ra được, nhưng mình nướng lên đây. Nướng lên một nửa thôi, mình sẽ tách ra luôn để thành thịt thối, sau đó thì mình sẽ làm mấy cái mũi tên độc á. Để bắt đầu mình đi thu phục nha. Đây mấy con này thì dứt cho một cái. Ui một hit là đi nha. Quay được cái chân với cái đầu của nó nữa hả? Gì ghê vậy? Có cả lấy chân lấy đầu nữa. Ập xác của nó thì chỉ lấy được mấy cái thịt với da rồi thôi. Chỉ có một con nữa kìa. Lụm nè. Đó, bắn trúng đầu thì vô đam lắm nha. Nhưng mà bắn không trúng đầu là chỉ có vài chục đam thôi. Vậy là mình phải cố bích vô đầu của nó mới được. Đó. Lụm được mớ bắp. Kế bên đây cũng tiện kìa. Có cái khu ruộng này đỡ phải trồng cây. Zombie gì đây? Zombie quân đội đó hả? Trời ơi. Ui, zombie quân đội thì bắn vô đầu không xi nhê hết vậy. Mấy con kia thì bắn vô đầu vô đam dữ lắm nha. Đúng là có giáp à. Level có 220 thôi mà bắn đam thì ghê thiệt. Nghe nó quằn quại dữ lắm rồi. Bắn nó một hồi chắc nó trở thành con nhím luôn á. Ủa nhiều khi cái con này nó rớt cho mình gây xuống cũng nên nha. Cho nên mình sẽ cố bắn nó thử xem là được gì. Bắn thì sẽ tạo tiếng động, mấy con kia nó cũng sẽ nghe bắt đầu tấn công mình quá chừng luôn kìa. Bốn mấy mũi tên vẫn còn được, cố lên. Nếu mà đập luôn thì sao? Ui đập được có 7 đam thôi ăn. Thôi 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 thôi, không được rồi, không được rồi. Mình sẽ dụ dỗ mấy con dơm ra khỏi xa xa nhà mình đi. Nó mà đi vô gần gần nhà mình coi như là tiêu luôn á. Mình sẽ dụ ra phía bên ngoài nè. Ra mảnh đất trống á. Con này thì 80 nha. Còn bên đây thì cái ống máu của con nãy đó. Đúng rồi. SCBK đó. Phía bên đây mình thấy có con gì hấp thoáng đó nè. Phía đằng trước á. Ui. Giống con rồng quá vậy. Nó màu xanh xanh có cánh kìa. Nhìn nó hung tợn quá vậy. Lại gần gần xem có dí mình không nha. Ngoài thân hình của nó giống như kiểu con Titan Colossus á. Mà cái mỏ của nó thì vậy là giống như con mực. Cánh thì cánh giống như con rồng á. Còn nó có cái bờm của cái con quay vành giống như con quay vành độc á. Thân hình của nó thì màu xanh. Còn bên kia có một con nữa ha. Hai con luôn á. Nhìn ghê gớm á. Ui tấn công không vậy? À hình như nó không tấn công, con này thuộc dạng hiền luôn hay sao á. Nhiều khi nó tem theo kiểu bát siêu cũng nên. Ở gần gần xíu thôi. À nó không tấn công mình. Ui nó hiền lắm. Con này level 80 nha. Ờ à, không có tem bát siêu. Tem theo cái KO rồi. Không có yêu cầu level bao nhiêu để bắt hết, cho nên là chắc chắn là tem theo kiểu KO. Bên đây mình thấy có thêm một con nữa nè. Trong này thấy có vẻ như không có Raptor nha. Có toàn dơm thôi. Bên đây thì con này thì cũng huyền luôn. 180 nha. Ui có kiến hả? Kiến thì mình bắn được. Ui kiến nhiều quá, thôi thôi bỏ qua luôn, bỏ qua luôn. Giọt lẹ, giọt lẹ. Gần gần đây xem coi có cái mỏ mây tờ được không. Chứ nãy giờ mình thấy toàn là đá không à. Ủa đây có một con nữa nè. Con này ở 60 luôn hả? Bên kia 60, bên đây cũng 60 luôn. Nhiều mấy con 60 ghê á. Phía đằng trước mình thấy hình như có con gấu à. Sao con gấu đó mình thấy nó bự hơn nhiều so với gấu của Vanilla. Tốt nhất cũng nên né né nó ra luôn à. Mấy con gấu thì đứng xa nó sẽ không phát hiện ra mình đâu, nhưng mà lại gần á là nó dí rồi đó. Còn nó chắc chắn là nguy hiểm. Bên đây có thêm một con chi cây nhỏ nữa nè. Đây 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 đây, xem có level cao không. Đây thì ui 220 hả. Ôi con này nãy giờ là con cao nhất nãy giờ mình tìm được luôn á. Nãy giờ toàn có mấy chục thôi. Và ở trên này mình thấy có thác nước nè. Lên trên này xem có cảnh quan đẹp không nha. Ui có con cá nữa hả. À con cá cổ dài. Có cái hồ nước. Đây thì không có cá gì nguy hiểm thế nào, không có bi đâu nha. Được. Ui chỗ này có thác nước đẹp quá. Ui làm mấy căn cứ ngay chính giữa này có thác nước luôn. Mộng mơ lắm luôn nè.
chỗ này cũng an toàn ha, không có con gì nguy hiểm hết à. Đó, buồn buồn ở trong này tắm thác nước cũng được. Trong này, ủa trong này có hang động luôn nữa hả? Hang động thì chắc là hang anti-quát rồi. Gì không trong này? Rồi rồi, load map, load map. Load map là cái hang anti-quát mới load map á. Thẳng đi nghĩ một cái anh. Ui, vô trong này lạnh quá vậy. Ui, lạnh, 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 lạnh. Lạnh dữ lắm. Lạnh bây giờ mình không, à có cái này ăn đỡ cũng được, đồ hộp có luôn. Mình sẽ làm cho mình cây đuốc đi. Đây, dứt một cây đi. Cầm theo cây đuốc cho đỡ ăn. Vô trong đó cái hang này nó lạnh quá, lạnh nè. Đây, cầm cây đuốc lên cho sáng sáng xíu á. Ăn lon đồ hộp vô một cái cho hồi phố trở lại nè. Vẫn lạnh nè. Con nấm, con nấm. Nấm này làm không được. Hơi lạnh chút xíu thôi. Có mất máu không vậy? Quay lạnh tuột máu luôn. Chỗ này thì có nước rồi. Ờ, như lạnh quá không được. Lạnh tuột máu. Vô tới đó là lạnh rồi. Vậy mình cần phải có bộ đồ. Để xem coi mình chế tạo được cái bộ đồ cỏ không nha. Bộ đồ da thì có da để chế không nè. Thiếu cái nón à. Bộ cái nón đâu? Nguyên bộ đồ da không thấy cái nón đâu hết à. 25 da, sợ không đủ thôi. Ui đủ luôn hả, thiếu cái nón. Cái nón da. Nón này glass đúng không? Glass. Ờ, bộ này không có ăn. Vậy sử dụng cái nón này cũng được. Học luôn bộ giáp này luôn cũng được nè. Mình sẽ chế tạo hai bộ giáp đi. Ây da. Bộ giáp này có màu vàng vàng à. Màu giáp này chắc là của mod rồi ăn. Và mình sẽ chế tạo luôn cái nón đi. Giáp này giống như giáp tù nhân quá vậy. Giáp này chắc sử dụng da của mấy con dơm á để chế tạo cho nên nó thành vậy á. Đó, đỡ lạnh hơn nè. Nếu mà mình có cái đuốc vô thì Bị đói. Ăn luôn đồ hộp vô một cái. Làm luôn vài trái bắp á. Cầm cái đuốc cho sáng sáng luôn cũng được. Bây giờ thì bây giờ thì chỉ còn là bông tuyết thôi. Cho nên là mình có thể vô trong này mình khám phá được. Chỗ này thì nước hả. Lặn đại chú thử coi. Rít tàu. À nhưng mà cái này là của map, đào không được. Lên mình lấy hơi cái. Mình sắp nặng rồi ha. Mình chắc phải lên chút kháng á. Mình đang còn điểm nè. Để xem coi, lên chút kháng coi. Với lại lên thêm chút quay nữa. Đó, cũng hơi lạnh nha. Lấy hơi thật sâu, cái bắt đầu mình sẽ bơi liều bơi đại thử xem coi dẫn mình tới đâu. Ui máu vẫn tuột xuống dữ lắm. Thôi thôi vô trong này không ổn. Trong này có mấy cục crystal tưởng đâu đào được nhưng mà không đào được không. Trên này chắc mình phải làm cái campfire được không. Làm cái campfire hồi máu cái bắt đầu mình sẽ làm một chuyến thám hiểm như này. Giai đoạn này đi vô trong cái hang anti-quát thì hơi nguy hiểm. Nhưng mà mình sẽ làm một cái campfire đây được nè. Có gỗ mình đốt lửa lên được. Máu của mình đang dần dần tuột xuống kìa. Ra phía bên ngoài một cái anh. Ây chà. Ăn vô cho hồi máu lặng cái. Mình xém chết luôn mà. Mình sẽ làm một cái campfire ở gần trong đó luôn. Xem coi nó đủ sức giúp cho mình có thể chống cự tăng kháng lên nhưng mà không xi nhê hết à. Chỗ này đặt được campfire nè. Ui. Cái đuốc đâu rồi. Bật lên. Bỏ hát vô đi ăn. Bỏ hát làm chất đốt thôi được rồi. Cầm thêm cái đuốc lên nữa. Ui da. Ăn vô. Ui đỡ lạnh hơn chút xíu thôi chứ cũng bắt đầu tăng máu lên dần nè. Không có đồ lặn không biết là mình có xuống dưới này được không nữa. Nhưng mà chờ đợi hồi máu lên cái. Đứng gần đống lửa hơn thì đỡ phần nào cho nó đỡ lạnh. Chắc phải làm thêm một cái nè. Đây chắc phải mình có nguyên liệu nè. Mình làm thêm một cái đi. Bỏ thêm hát ở trong này. Bật lên luôn. Đỡ hơn không. Ăn bắp vô để hồi phục lại. Vẫn vậy ha. Tìm cái cây đuốc vô nữa nè. Ngoài đốt lửa quá chừng luôn á. Mà không xi nhê lắm. Nếu mà mình làm thêm một cái campfire nữa thì hết rồi hả. Hết hát mất tiêu rồi. Trong này có hát. Ha. Đổi hát lại. Đổi hát bằng gỗ lại. Đó. Sau đó mình sẽ chế tạo thêm một cái nữa.
một cái nữa chắc chắn là sẽ được. Máu của mình bắt đầu hồi phục lại dần dần rồi đó. Làm hẳn ba cái campfire ở đây để chống lại cái lạnh. Đó, nằm đây bắt đầu ấm cúng hơn hẳn liền ha. Rồi, bây giờ mình sẽ khám phá dưới này, sẽ xem coi. Bơi liều, bơi đại luôn ha. Có máu rồi thì mình sẽ bơi luôn. Đường đi là phía bên trên này. Nhìn nó lạnh cống luôn á mà. Cái gì còn xanh xanh nữa ha. Ui, trong này có cano, có zombie trong này luôn. Trong này cũng lạnh lắm. Nó nghe tiếng mình, nó nghe tiếng mình rồi. Mình thấy có cục crystal đây nè, biết đào được không? À, được 5 mít rơm. Chắc chắn là sẽ được crystal nếu mà mình may mắn. Đó, có crystal, có crystal. Dơm này thì bắn cho một cái. Ui, chỗ này mình phải ra ngoài lẹ chứ không mình lạnh chết luôn trong này luôn á. Ui, lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá. Vậy là bơi vô đó, nó có một cái hang bí mật ở trong đó nữa. Dạ, nhưng mà bây giờ không có đủ sức để chống lại cơn lạnh. Đó, ra phía bên ngoài này thì đỡ hơn xíu anh. Vô trong kia thì lạnh quá lạnh. Để xem coi mình làm được cái ống dòm chưa anh. Đó, được rồi nè. Có ống dòm mình chế tạo luôn. Rồi. Có ống dòm, đây, ống dòm đây rồi. Đó, có thông tin liền. Rồi, bây giờ thì Quay trở lại. Hả, dòm đi nó chìm nó dữ luôn rồi. Đây dòm nữa nè. Mấy con dòm này thì sẽ là nó tem anh. Còn trong này nãy mình thấy, ồ cano nè. Con gì SCP luôn hả? Trong hang cũng có SCP trong này luôn nhưng mà dưới đó nhiều lắm. Wow, cái hang sâu xuống dưới nữa. Có cạp đồ các kiểu ở dưới ăn. Zombie đồ nữa nè. Mà nó sâu xuống phía bên dưới luôn nữa. Hoài sâu lắm. Cái này phải có cái con gì đó mạnh mạnh mình mới xuống dưới này mình khám phá được chứ còn vô tới đây là hết rồi. Tính cố khám phá cái hang nhưng mà hang thì nguy hiểm quá. Cho nên thôi, bây giờ mình sẽ dòm ở phía bên ngoài ăn. Lên phía bên trên mình hơ cái cho nó ấm ấm lại khóa chứ. Ê cha. Đó, đỡ hơn chút xíu rồi đó. Ăn vô một cái ơi. Nãy giờ quên bỏ thịt vô trong này nướng luôn. Trời ơi, mình có một mớ thịt thối rồi nè. Được. Đi ra phía bên ngoài, vậy là trong đó hang anti-fat á. Thấy nó load map. Đi ra phía bên ngoài nó cũng lót một cái nè. Ngoài này thì yên bình dữ lắm. Ủa bên đây có mây tồn nè. Được luôn. Nhào vô. Nhưng mà với cây cuốc này thì đào ra được toàn đá thôi. Hiếm hoi thì có được vài cục mây tồn được. Mình cố đào mây tồn để mình lên dụng cụ bằng mây tồn. Sau đó thì lên luôn cây bâu á. Cây cốt bâu á, cây nỏ đó các bạn. Để xử con zombie dễ dàng hơn á. Sau đây lần này mình phải lên đồ hộp nhanh để có thể chống cự được với mấy con dơm. Đào sơ sơ một cái. Vậy là mấy con giống con chi keo bên đây thì nó cũng sẽ ăn berry 1000 turbo á. Bây giờ mình sẽ quay trở về với lại chỗ trú ẩn của mình. Mình làm mấy cái cối đó các bạn. Cái đầu để làm ha. Con này được nè, con này 2100 turbo thôi. Mình có mũi tên là mình bắn nó được. Con này thì nó theo kiểu KO 41.000 turbo hả? Chà. Coi chắc mạnh đó hông. Ngoài nghe tiếng được. Ngoài nó phía bên ngoài kia kìa. Không biết là có vô trong này không nữa. Ôi đừng vô trong này nha. Vô trong này là thành bình địa hết luôn á. Bây giờ lấy thịt ra mình ăn cái ăn. Bỏ thịt này vô để mình nướng thêm. Mình sẽ làm thêm cái cối đây. Cái cối giả đó. Đài. Để bắt đầu mình sẽ chế tạo ăn. Kết hợp với lại Nako. Làm hai cái đi. Mình sẽ để trong này luôn. Cái cối này thì hình như không có để xuống đất được. Xem có phải không? Nhớ là vậy thôi. Đúng rồi, để đất không được. Vậy là mình phải chế tạo cái foundation bằng gỗ đây. Học đại cái bằng gỗ để mình chế tạo luôn. Gỗ bây giờ thì thiếu hát đó. Ta thì đi ra phía bên ngoài để mình đạp thêm ít cây nữa thôi. Mấy con zombie hồi nãy ở đây hình như mình đi xa quá là nó cũng sẽ debon đi á. Nó không còn ở đây nữa anh. Thì mình lấy rìu xuống mình xử luôn. Đập luôn cho gãy. Cái rìu cũng sắp gãy rồi. Rồi luôn. Chế tạo cây mới luôn. Mình sẽ chế tạo thêm cái cối nữa. Vậy là có foundation, có cối. Ui chết. Ba cái cối luôn hả? Chủ yếu là cái foundation trước. Ok. Ba cái cối luôn cho nhanh cũng được. Rồi Henry xuất hiện gần nữa kìa.
thiệt bắn cho một cái. Để con này phải bít vô đầu nữa không? Bít vô đầu nó thì mới có đam được. Được tay chân da đâu nữa nè. Thôi được rồi. Né 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 con Harry nó ra đi. Mình sẽ đặt cái Farison ở phía bên trên này để chỗ nào bây giờ cái. Chắc là làm ở tầng dưới quá. Ví dụ như chế tạo dưới này nè. Đó, ta sát sát vô ha. Đó, sau đó đặt cái cối phía bên trên này luôn. Ba cái luôn. Mình sẽ chế tạo ví dụ như bỏ hạt thối trong này. Sau đó thì bỏ thêm berry trong này. Cối này thì à học Nako chứ, quên chưa học Nako. Đây. Phải có Nako. Đó, dứt chiêu phía bên đây để mình có thể chế tạo luôn. Đó. Sắp sửa có đồ. Mình sẽ ra phía bên ngoài để mình lượm bằng tay thêm ăn. Lượm thêm mấy cái Nako berry nữa. Đó, mình cứ làm thu hoạch ăn, chặt cây hay đập đá gì đó, lượm berry á. Là cũng sẽ bị mấy con zombie nó phát hiện ra và nó tấn công à. Nói chung làm gì là con zombie nó cũng xuất hiện hết á. Chạy nhảy nó cũng xuất hiện nữa mà. Đây phải liên tục chiến đấu thôi. Ôi sao có 600 đam vậy? Đó. Lâu lâu chí mạng được cái. Cao cao lên xíu bít đầu nó được. Đó, lượm hết, lượm hết. Rồi, lút đồ ăn. Ui được bắn nữa hả? Ông mập thì được đồ hộp ăn. Còn mấy tên zombie này thì được tay chân, lâu lâu thì được có thêm cả mấy cái bánh kẹo đồ nữa. 600. 600. Chí mạng nè. Chí mạng. Cao lên chút xíu. Ui, cao quá được có 12 vậy. Con này kháng đam ghê vậy. À, ok. Chống cự nè. Đây không được gì hết á. Ờ, không có gì luôn. Có được chắc chắn là thịt. Để mình làm thịt thôi. Mình thì cố đập luôn cái. Có đồ, có đồ. Uầy, vòng ngọc, vòng ngọc. Ôi da, vòng ngọc không biết để làm gì đây. Sao cái thế giới này mà cho vòng ngọc. Ây da, rồi luôn, gãy luôn rồi. Sửa lại được. Sao nó xuất hiện nhiều như vậy? Hình như trời mưa xuất hiện nhiều hơn hay sao á. Đây lên trên này để mình thủ dơm không? Đó. Mấy con này mà chí mạng. Ôi nó có bầy đàn nữa ăn. Khi mình đi chung nó có số 3 cộng vô nữa kìa. Mấy ngàn máu không? Ôi này mấy con này bắn cũng vô đam á. Cộng vô nè. Nếu mà mình xây dựng căn cứ trên cao là tụi nó sẽ không tấn công mình được. Đụng 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 đụng. Cái này có nữa hả? Bắn hoài không biết tới khi nào hết anh. Ui mập nữa hả? Mập đi được gì đấy? Ui mập chết xong mất tiêu luôn rồi. Và trong này của mình thì để xem coi được không? Được chưa? À có nè. Mình cần có thêm cái này nữa. Chế thêm. Bỏ cái này vô. Mình sẽ chế cho nhiều chút xíu anh. Để cho đảm bảo là sẽ đủ. Mình sợ thiếu thôi. Đây mình sẽ tách cái này ra thêm đi. Tách on nữa ha. Để cho nó hư nhanh hơn. Ra phía bên ngoài để mình bắt đầu thu thập thêm ít nữa. Lấy da lấy thịt dơm luôn. Lại gần hả? Lẻ loi một mình nè. Bắn vô đầu nó vậy mà có 600 mấy thôi. Bắn vô người nó coi như được 13. Mày kháng gì ghê vậy? Lụm nè. Bắn quá trời bắn quá chết. Được thêm cái chân nữa. Nghe tiếng dơm ngoài nữa rồi. Liên tục tục luôn á. Không có thời gian để mình đi farm berry luôn mà. Hai chân bánh. Được. Đây một cái túi nữa nè. Ui túi này mà nó dướng vô trong cục đá rồi. Nó không được. Tiếc ghê á. Đây nè. Đó bánh. Hai chân. Đậm luôn. Bắt được con kia. Nếu mà nó farm được giống con chi kia là mình sẽ có phương tiện để mình farm. Nãy giờ đi vòng vòng đây mà không thấy có combo chớp được hết à. Phải có mô chớp trong giai đoạn đầu thì ngon quá. Nhưng tiếc cái không có ăn. Đây có con ba chi nè. Ba chi nhưng không có mô chớp. Này có heo à. Heo thì thôi. Heo thì cùi lắm. Đó con quỷ bên kia. Nó đang gần gần chỗ căn cứ của mình hơn rồi trời ơi. Được không vậy?
nhìn có vẻ bất ổn cho cái căn cứ của mình lắm. Chỗ cái tàn tích này nhìn thấy ngon vậy thôi, nhưng mà gần gần chỗ con boss quá, liên tục nó cứ hú 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 lên. Đó, đang tìm cách đi về hướng phía bên đây luôn, nhưng mà cũng hên là nó bị dướng mấy cái cây lại á. Dễ thêm ở đây thì mình cũng sẽ bỏ vô luôn, dứt luôn một cái. Tới nữa hả? Không hiến đúng không? Lút luôn được chân tay ha. Thôi. Bên kia mình thấy có mây tờ nhưng mà chưa đào được nhiều, thì bị mấy con dơm tấn công dữ quá. Ngoài bờ biển phía bên ngoài này thì chỉ mấy cục đá bình thường thôi chứ không phải đá mây tờ. Mình ở phía bên ngoài này mình lượm berry cho chắc ăn nha. Bên kia gần boss quá, ghê quá. Dẫn nó về nhà coi như là banh nhà nát cửa nữa. Hình như càng lúc nó càng gần căn cứ của mình hơn rồi đó. Nãy giờ thì mình đi lượm berry về để mình chế tạo đó các bạn, thì chế tạo cũng được một mớ nè. Đây chế tạo cũng không thể nào mà yên được với mấy con dơm nè. Đang chế mà nghe tiếng ồ ồ ở phía đằng sau là phải quay trở lại liền. Đó, mình sẽ lấy mấy cái Naco ra đây. Wow, nó gần lắm luôn rồi. Thôi. Mình sẽ né hướng phía bên đây ăn. Ra phía bên đây để mình lấy thêm ít hồi lên nữa ăn. Mình sẽ lên thật là nhiều mấy cái mũi tên cái đã. Đập thêm ít hồi lên nữa. Dứt một cái. Được 35 mũi tên hả? Cũng được ghê chứ. Trời ơi, zombie quân đội tới nữa. Zombie quân đội này bắn không vô đam, kháng đam ghê quá. Để bắn quá trời bắn không xin nhê anh. Nhưng bị quân đội chắc phải lên súng rồi bắn nó kìa. Bắn nó mới vô đam được. Đây thì bắt đầu chuyển sang mũi tên tên độc với anh. Mọi thứ cũng đã ổn. Bola thì cũng đã có. Mình sẽ test thử cái Bola với lại con chi cây nhỏ xem anh. Mình thấy nó nhỏ nhỏ, mình nghĩ chắc là nó có thể ăn được Bola đó. Tới Bola được cái bắt đầu mình đứng mình tỉa nó thôi là xong. Ui kháng Bola, ui con này hung dữ dữ vậy. Bắn cho một cái nè, một phát lên được bao nhiêu đây? Dụ nó qua phía bên đây. Được, với số lượng mũi tên này của mình bắn được. Nó cũng không kháng turbo lắm. Bắn được. Giữ khoảng cách với nó. Nó cũng hung dữ giống như con chi kia á. Đó. 600. Rồi mình lại dòng xuống phía bên dưới thôi. Ây da, đau quá vậy. Dính cho một cái nè. Dính nè. Vậy là con này không mất Bola được. Nhìn thấy nhỏ nhỏ vậy thôi chứ không ăn Bola. Chạy cái mình bắn hai cái. Bắn thêm một phát nữa là ba phát. Còn 18 mũi tên thôi. Mà nó lên đã được nửa cây rồi. Dòm luôn cũng được đó chứ. Không thiếu đâu. Làm được. Con này quên kiểm tra sẽ có cần yên cưỡi không nữa, lo bắt rồi. Chỉ đoán là nó sẽ sử dụng yên cưỡi chung với lại cái con Jike của Vanilla thôi. Rồi luôn, hư rồi. Nhưng không sao, sửa lại được. Mình sẽ lùa nó vô gần bờ xíu ăn. 10 mũi thôi. Bắn vô người của nó cũng 20 á. Bắn vô đầu của nó thì cũng 20 luôn. Đủ không đây nè, sợ thiếu nè. Giờ thiếu là mệt luôn á. Còn 6 mũi. Bắn như cái đít một phát. Đủ á. Còn 5 mũi luôn mà. Bây giờ hãy đang tăng lên dần. Nãy giờ mình dồn nhiều quá đó. Giờ thấm độc lắm rồi. Phơi rồi. Nhảy múa nè. Con này thì cho ăn berry tím thôi là lụm. Có bắp mà. Mình có bắp. Bỏ bắp vô luôn đi. Rồi bây giờ thì chuyển lại cái mũi tên bình thường thôi là được. Mũi tên bình thường mình sẽ làm thêm một mớ nữa đi. 100 mũi tên luôn hả? Có nhiều quá không? Sẵn đây thì con Dodo mình xử luôn đi. Dodo bắn có 82 đam luôn. Dodo kháng đam nè. Một phát đi đứt xong. Lấy thêm ít da với thịt bình thường nữa. Nãy giờ ăn thịt zombie hơi bị nhiều rồi đó. Nhưng mà nấu chín lên thì nó cũng tính là thịt bình thường á, chứ không có tính thịt zombie nữa. Một phát lụm. Mình bắn một con là sẽ xuất hiện thêm nhiều con xung quanh nữa.
Thầy lướt xem coi. Không có gì hết vậy. Đập nỗi xác của nó một cái anh. Mình phải tách thêm cái chỗ này ra nữa nè. Đó, để cho nó hư thêm ha. Được 45 cái thịt thối. Thịt thối mà thịt của dơm. Còn đây thì sao rồi? Ui, sắp xong rồi, sắp xong rồi. Cho Roto đúng không? Roto. Ủa không có à? Con không có yên cưỡi. Cái này yên của Todon. Con này là Ratop, chứ không phải Todon. Vậy là con này hình như không có yên cưỡi á. Vậy là có thể cưỡi lên, lên cưỡi liền được. Nghi lắm. Ui, xong rồi nè. Đây rồi. Ờ à, đúng rồi, cưỡi liền nè. Uầy, farm thử hay được không? Đó, phải như vậy chứ. Farm được, farm được. Vậy là có phương tiện để farm ăn. Giống giống anh em nhà chi kia đó. Mình có thể farm được. Còn gỗ thì sao? Ui, lấy được gỗ luôn. Được gỗ và được hấp nhiều lắm. Rồi con này xịn hơn con chi kia ở chỗ là không cần yên cưỡi ha. Đỡ phải chế tạo yên cưỡi. Ngon quá chứ. Đây mình cho nó tấn công thử một dêm thử một cái thôi. Hút cho một cái nè, 1000 mấy đam. À, con này cũng có trái tim kìa. Nó có trái tim kế bên. Mình ngừng chạy thì à trái tim tuột xuống. Vậy là nó có giống như cái kiểu con tê giác đó các bạn. Nó chạy càng nhanh thì nó sẽ hút càng mạnh. Đây, tối đa trái tim nè. Bình thường thì nó hút một phát là được có 26 thôi. Vậy là phải cho nó di chuyển, cho nó chạy 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 ha. Tăng trái tim lên sau đó thì hút một cái đó được 300 mấy nè. Còn bình thường thì có mấy chục thôi thì phải chạy 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 nha. Hút một cái được nè. Con này phải lên chút sức mạnh, chút tốc độ, tốc độ trước đi em. Gần 500% tốc độ đó. Con này mình thấy nó chạy hơi chậm anh. Chấm nhìn em nó một cái ơi. Thì chà, em nó có làn da nhìn rất là nét luôn anh, cũng rất là chi tiết luôn á. Farm đá được không? Ờ con này chỉ farm berry thôi, giống kiểu chi kia á. Rồi bây giờ gần căn cứ của mình thì cái con người đá kia nó sắp sửa chiếm cái căn cứ của mình luôn rồi. Bây giờ không biết làm sao luôn á. Bây giờ thì đi về căn cứ một cái xem coi căn cứ của mình ổn không anh. Nếu không ổn chắc mình phải ra ngoài bờ biển để mình sống thôi. Chứ còn trong này có con người đá đó nguy hiểm quá. Chắc phải rời bỏ cái chỗ này thôi. Một là mình rời bỏ chỗ này. Hai á là mình sẽ lùa nó đi xa xa chỗ căn cứ của mình ra hơn. Chứ còn nó liên tục tìm mình kìa để tấn công kìa. Thôi đi vòng vòng ở ngoài bờ biển đi. Để mình thấy có cái mũi á. Cái mũi cát ở phía bên ngoài này an toàn nè. Ra phía bên đó để mình định cư thôi. Mình chạy lòng vòng đó các bạn. Thì cuối cùng mình cũng quay trở lại đúng cái chỗ spawn lúc đầu của mình luôn nè. Bên kia thì nó có mấy con giống mấy con Engen á. Nguy hiểm quá. Còn phía bên trong cái tàn tích thì có con người đá ăn. Ra phía bên ngoài này an toàn hơn nè. Anh lập tạm cái trụ sở phía bên ngoài này thôi. Đặt cái lò nung lên để mình nấu mì tò luôn ăn. Nãy mình có farm được một ít nè. Đây rồi. Đây đầy nhóc xác zombie luôn á. Nãy giờ thì cũng có được bàn smithy, có được lò nung, có được một chỗ sống, có được cái chỗ làm campfire các bạn. Zombie thì liên tục tấn công mình nãy giờ trong lúc mà mình chế tạo. Đây mình đang nấu thêm nữa nè. Chờ đợi cho đủ cái bắt đầu mình sẽ chắc lên cái cuốc trước ha. Cái cuốc này còn có da, bỏ da trong này luôn. Mình lên cái cuốc để mình đào mây tàu cho nhanh hơn. Sau đó đầu tư cho cái kỳ bâu này luôn. Fiber nữa ha. Bỏ vào trong này. Đó, đủ luôn. Vậy là có được bộ dụng cụ mới, mạnh hơn để mình chiến đấu rồi đó. Zombie ông mập này thì mình sẽ hút cho một cái. Bập một phát. Sau đó rảnh tay thì mình có thể loot đồ ăn. Đa phần thì được mấy cái đầu với mấy cái tay chân đều có mấy con dê thôi. Lâu lâu hên hên thì mới được mấy cái như mấy cái bịch bánh đó hả. Trong này thì đã có được cây bầu đây rồi. Lên đời lên đời. Bắn thử một phát thôi được bao nhiêu ăn. Zombie quân đội nữa nè. Zombie quân đội này thì bắn kháng đam dữ lắm. Bao nhiêu máu đây? 8.000 máu hả? À được, sẽ quá. Sẽ quá này đánh là sẽ được đồ á. Nãy mình lụm được cả cây rocket nữa các bạn. Trong lúc mình xây dựng đây nè, nó liên tục tấn công mình thôi. Hút cho một cái. Sau đó mình lấy vòng vòng, lấy chớn, mình hút thêm một phát nữa. Đây nó kháng đam cũng ghê á. Đánh 1000 mấy, 2000 đam thôi. Trong khi mấy con dơm bình thường là mình hút vô đam lắm. Hút đây một cái nè. Hút ngay chính giữa là dính hai con luôn á. Hút cho một phát. Bao nhiêu máu rồi?
À, 1.500 đó. Hút thêm một phát nữa thôi là lụm. Canh ngay giữa mình hút nè. Đó, lụm 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 lụm. Đem coi có được súng không nha. Rồi được cái súng là ấm luôn á chứ. Cái con dao này bây giờ mình xuống mình sử dụng cái nỏ thử à. Cái nỏ mới của mình thôi. Đó, 1.000 mấy, cũng 1.000 mấy đam. Con lên đây thì một phát đi 4.000 đam. Uầy. Đây thì con này 1.000 mấy hả? Worker à. Nếu mình ra lệnh cho nó tấn công luôn á thì nó sẽ đánh được có vài chục thôi. Còn đây thì ui lại cái rocket nữa. Hai cái rocket luôn á, nhưng mà không có đạn. Trời ơi. Cho súng không cho đạn anh. Đây 500 mấy luôn hả? 4.900 làm được. Không. 4.900 thì được gì đây? Ôi được cái chuỗi ngọc nữa hả? Ây da. Vậy là trong tập ngày hôm nay các bạn, mình đã có được một cái series mới, một chỗ trú ẩn. Tính là ở trong rừng á, ở chỗ cái tàn tích. Nhưng mà trong đó thì nguy hiểm quá, cho nên đành phải ra phía bên ngoài này nè. Ở ngoài bờ biển thì thoáng hơn, dễ dàng mình có thể nhìn thấy những con zombie tấn công mình nè, để mình xử lý nó. Đánh nó thì mình cũng được lên cấp luôn á. Và video của mình trong tập ngày hôm nay thì bây giờ cũng dài rồi các bạn, cho nên là mình cũng sẽ tạm dừng tại đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy hết series mới lần này của mình thì đừng quên cho mình xin một like với dưới video để mình biết các bạn thích, mình làm tiếp video tiếp hay cho các bạn cùng xem nha. Còn bây giờ thì bye bye.